Nhóm thôn nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay thì em đang có mặt tại ấp Đây Cà Hôm, xã Chân Giáo, huyện Tịnh Biên của tỉnh An Giang. Thì khu vực ở đây thì người Khmer sinh sống rất là nhiều. Hôm nay thì mình được sự giúp đỡ của Mạnh Thường Quân cho gia đình của bé Cherry. Thì đây là con đường đến nhà của bé. Giờ mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn vào thăm gia đình của bé nha. Đây, dạ. Thưa ông, cô mới tới, bà mới tới. Dạ, dạ. Mình qua nhà nha chị đi. Chào bé ông. Dạ. Bà ơi, mình qua nhà nha. Ba mẹ. Bà nó đây. Dạ. Ở, cô. Ông đâu bà? Ông nội. Ông chạy rồi, ông nội chạy rồi. Dạ. Ông nội chạy rồi, ông nội. Hôm nay gì đến thăm mà vui không chị đi? Dạ. Dạ, vui. Đó mấy em con đâu rồi? Dạ. Rồi. Đâu, bây giờ Cherry giới thiệu tên của mình lại coi. Con tên là Cherry. Dạ. Ở Văn Giáo. Rồi. Em con tên gì? Em con tên Đào Quỳnh. Đào Quỳnh. Rồi em trai? Em trai Phi Râm. À, vậy Cherry thứ mấy? Thứ nhất. Thứ nhất, còn đây là thứ hai. Dạ. Còn này là Út. Dạ. Dạ. Bà nội ơi, hôm nay lâu lắm rồi con đến thăm bà nội. Dạ. Bà anh mà nói với lại Cherry có khỏe không? Dạ, con đau bình hoang và mệt mệt nào thì khoe đó. Dạ. Không có sức trong mình đâu. Dạ. Thì hổm gài thì có nhớ gì không? Có. Có hả? Hổm gài thì Cherry ngủ ở đâu nè? Con bình thường ngủ ở đây rồi con nào mưa đi chạy ngủ ở nhà bà nội. À, vậy là tối thì ban ngày thì con sống bên bà nội. Dạ. Còn tối thì về đây ngủ. Dạ. Nhưng mà cái nhà như vậy thì Cherry có ngủ được không nè? Cái con nhà đen. Quá trời lủng lỗ luôn rồi. Ngủ nước thì chảy. Dạ. Trời mưa rồi có ngủ được không bà? Không. Nước chảy thì nhà ung ngủ vậy đó. Dạ. Mùa nào mưa thì ngủ ba. Dạ. Chị em đem bài học bài vậy đó. Ờ, Cherry còn đi học không con? Dạ con. Như hả? Chừng nào nghỉ hè? Gần nghỉ hè rồi. Ừ. Rồi năm nay Cherry học giỏi không nè? Dạ học cũng khá. Học cũng khá hả? Rồi ở nhà có phụ tiếp bà nội làm gì không? Có. Ừ. Con làm gì? Nấu cơm, rửa chén, có giặt đồ. Ừ. Rồi để có thời gian nhiều học bài. Ờ. Còn em con? Em con có phụ tiếp gì không nè? Em học bài ở nhà. Học bài rồi chơi. Vậy hả? Còn em gái? Còn bé con nàng quanh kìa. Có thủ tiếp gì không? Dạ. Thôi bà mình vô đây mình ngồi chút nha bà. Căn nhà của bé Cherry này mình xây dựng lâu chưa bà? Bà mình lên giường mình ngồi ha. Dạ. Lên ngồi giường đi, ngồi đi con. Bà ơi, ở nhà thì bà nuôi cháu có nhiều không bà? Con thấy đông dữ vậy bà. Nhiều. Hai bé này, hai bé này là ai bà? Bé này mẹ Khang. Bé này mười mẹ Khang, ba người đưa. Vậy là gia đình của bà có bao nhiêu người? Sáu. Sáu người. Sáu người cháu. Dạ. Hiện tại là bà nuôi bao nhiêu đứa cháu? Con thấy đông quá trời. Sáu đứa cháu. Dạ. Thì rồi cuộc hàng ngày thì bà làm cái gì để nuôi các bé? Đâu nuôi gà, nuôi đi có ban nuôi trang đi học. Dạ. Có tiền bữa nào mẹ nhỏ này gửi thì ăn chung cho ăn. Dạ. Nào hết đi ban gà nào lần ban. Dạ. Còn ban nào nuôi gà không biết làm gì nuôi trang không gì đau lắm mình ở nhà vậy. Bà có thể nói về cái hoàn cảnh của ba mẹ bé Cherry cho con biết được không bà? Như thế nào á mà bây giờ là bà phải nuôi ba bé? Ba mẹ nó làm cái gì? Làm công ty nó cãi lộn quanh lộn nhau vậy. Mẹ nó chai mắt rồi mà ba nhỏ này tao buồn tao lấy vợ khác rồi. Tụi nó thì lấy vợ khác thì lấy đi cho nuôi cháu đi rồi một thang cho 200, 300, 500 cho cháu ăn đi. Dạ. Nó không có gửi đâu, nó không có đâu. Rồi bây giờ ba có gửi tiền về cho ba bé không? Không có. Còn mẹ con có gửi tiền về cho tụi con không? Mẹ nó thì bữa nào không đau thì làm được thì gửi cho, không
Đã mình bạn không có tiền, mấy tháng, năm tháng đây không có tiền đồng nào. Dạ, rồi mỗi lần... Điên không tiền dâu, cho nhỏ này điên không dâu nữa, biết là sao. Mỗi lần thì mẹ con gửi cho Cherry là khoảng bao nhiêu tiền, rồi con có đủ sống không? Không biết bà con. Vậy hả? Nuôi gửi 1 triệu nữa, không có tiền gì đâu. Dạ. Làm ăn mượn ta, đâu có tiền đi làm công ty đâu. Vậy bà nuôi bé vậy chắc cũng khó khăn hả bà? Nó mặc đó con, nó mặc hậu khẩu, không có hậu khẩu làm chân minh, đi làm nữa không có. Dạ. Nói vậy, đi làm, bảo đi không làm, đi ăn mượn ta hoài, chứ không có dâu nhà gì đâu. Căn nhà này như vậy thì mưa gió như vậy thì con mưa gió như vậy thì làm sao mình ở Cherry? Dạ, con ngủ ở đây buổi tối rồi gió mưa con chạy đi nhà bà con ngủ. Là buổi ban ngày là con ở bên bà nội. Dạ. Còn tối về đây ngủ. Dạ. Còn nhữa đêm nếu như trời mưa thì sao? Trời mưa thì chạy đi nhà bà. Như không? Như mình có điều kiện mình sửa chữa lại căn nhà không bà? Mình có tính sửa lại căn nhà không? Không có tiền xưa. Dạ. Thầy bạn ấp tờ gọi coi là nói cho gà chừng nào tháng nào gì đó. Dạ. Ấp lời coi. Cherry, con có muốn là có một cái căn nhà mới để cho con ở không? Giờ con cũng giờ thu nhập bên bà thì cũng đâu có bao nhiêu tiền mà có làm gì để kiếm tiền thêm không bà? Bệnh tôi không có nè, bà nhỏ nay gầy giò là làm không được đâu, làm bữa nào đào giò thì mua thuốc uống đi làm được thì làm. Bà nhỏ nay cái giò không còn mạnh đâu đó, mới bò đó, giờ đi làm rồi. Nha. Cũng khổ, nhà nhỏ này cũng khổ. Nha. Mẹ nhỏ này khâu hơn nữa, nay ta đợi chút, vợ chồng ta không sao, ta đi làm. Dạ. Thì hôm nay thì con đến thì con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân thì anh cũng xin phép được giấu tên thì gửi tặng cho bé Cherry một món quà thì con gửi ngày hôm nay luôn nha. Thấy bé Cherry rất là giỏi, còn nhỏ nhưng mà bé cũng chịu đi làm thêm, ca hát đồ thêm, kiếm tiền thu nhập để đi học. Thì ngày hôm nay anh thấy rất là thấy thương luôn cho gia đình, nên có gửi tặng cho con, gửi cho con, nhờ con á, giúp gửi cho bé Cherry với số tiền là 4 triệu đồng cho bé Cherry nha con. Cảm ơn dì, rồi cảm ơn dì đã giấu tên, cho dì chúc một ngày sức khỏe tốt lành. Cái phần này á, là Mạnh Thường Quân giấu tên là tặng cho gia đình bé Cherry nha. Rồi xong cái phần tiền này đó là để dành cho ba anh em con ăn uống, rồi ăn những cái thức ăn ngon có sức khỏe nè, rồi sau đó là sẽ cố gắng học thật là giỏi nha. Mình không có buồn lòng chú. Còn thêm nữa thì phần quà ngày hôm nay là của chú Nghiệp và cô Dung thì gửi tặng cho con một chai dầu nha. Rồi để sức cho những cái bị con này con kia cắn đó, rồi những cái lúc chở trời mình có thể có chai dầu để xài tốt cho sức khỏe. Cảm ơn con cho tiền cháu, cho tiền cho cháu mang dòi sức khỏe. Dạ. Tới cháu tôi cho cháu sức khỏe mang dòi. Dạ. Rồi cảm ơn bà. Dạ. Thôi dì về nha. Dạ. Chào con, chào bà nha. Dạ.